tình nào dường như cũng có dấu răng của người thứ ba. Dù cảm xúc của các thím có là tức giận, coi thường hay là dửng dưng không lo sợ gì chẳng nữa, thì người thứ ba vẫn cứ ở đó, vẫn luôn tiềm ẩn một cái nguy cơ đáng gờm, tưởng như là vô hình, lờn vờn trong không khí, nhưng mà lại có thể ập đến bất cứ lúc nào, đe dọa cái vị thế độc tôn của các thím. Trong bài viết lần trước thì tôi có đề cập đến nguyên tắc nói không với đập chậu cướp hoa, nhưng mà thú thực thì ngay từ khi gõ cái cụm từ đó xuống, trong tôi đã bừng lên cái cảm giác hưng phấn và mãnh liệt vãi cả nhái. Đó là cái cảm xúc mà muốn vứt bỏ tất cả những gì đang làm giờ để sắm quản bút, phóng tắc ngay bài viết về kỹ nghệ làm người thứ ba. Trong cái cuộc sống đầy hỗn loạn này, chúng ta vẫn đang dùng cái thái độ bỉ bôi, coi thường đối với những kẻ nhăm nhe phá vỡ hạnh phúc lứa đôi, con giáp thứ 13 hay là thằng chôm ghệ bạn là những mỹ từ mà tôi vẫn nghe thấy hàng ngày. Nhưng rồi, kể lể, chửi rủa chán rồi thì như thế nào? Các thím có rút ra được bài học gì không sau khi mà bị người ta bưng mất kệ? Địch nó chơi đều như thế mà các thím cũng không biết quật lại à? Đối với tôi, phàm là việc gì trên đời này cũng có thể chơi chiêu và áp dụng chiến thuật được, kể cả những điều mà nghe chừng rất đáng lên án như là làm người thứ ba. Binh pháp và kế hoạch tác chiến luôn có đất để dụng võ. Tôi viết cái bài này nhằm mang đến một cái góc nhìn mới cho các bạn, một góc nhìn của một tên tội phạm. Tại sao người ta lại bị hấp dẫn bởi những cô gái đã có gấu? Người thứ ba có sự phát triển và diễn biến tâm lý như thế nào trong suốt cuộc chinh chiến? Họ hay sử dụng chiến thuật nào và động cơ nào để thúc đẩy người thứ ba chầy cối trên chân vào mối quan hệ? Và rất rất nhiều những câu hỏi sẽ được phân tích mổ xẻ kỹ lưỡng ở trong series này. Con dao không có tội, tội nằm ở chỗ là người không biết dùng dao. Bất cứ bí kíp hay chia sẻ kinh nghiệm nào cũng có thể bị áp dụng sai cách, thậm chí là lạm dụng một cách ngu dại. Sẽ có một số thím dùng thông tin cho bài viết này để giành giật con mồi từ miệng đối thủ. Và đương nhiên thì cũng có không ít người tỉnh táo và biết cách dùng chiêu quật lại chiêu. Dùng bí kíp này như thế nào thì là tùy ý thích của mỗi thím. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa ra quan điểm và trình bày thông tin một cách khách quan và hữu dụng nhất có thể trong khả năng và tầm hiểu biết ít ỏi của tôi mà thôi. Cuộc tình dù đúng dù sai thì người sai vẫn là người không đúng. Nice. Không giấu gì các thím, tôi may mắn đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nhất tháng. Theo quả lịch với độ chính xác kinh hồn của ứng dụng Flow thì năm giác quan của tôi đang hoạt động hết công suất. Cơ thể và tâm trí đều đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn và sắc bén cao độ. Tại sao tôi lại đưa cái thông tin này vào bài viết? Phần sau các thím sẽ hiểu rõ tại sao trước khi lên chiến thuật hạ bệ kẻ thù thì ưu tiên lớn nhất vẫn là hiểu rõ cô gái đang nằm trong vòng tay của các thím. Như là thiên tài quân sư Napoleon đã phán rồi, tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả một cuộc chiến tranh. Biết địch thì giúp thím thắng vài trận nhỏ thôi, nhưng hiểu rõ partner của mình mới là yếu tố quyết định cục diện ái tình này. Ok, giờ đi vào cái vấn đề chính ngày hôm nay này. Thật ra thì dù phê phán rồi đả kích trơn mồm lắm, nhưng mà các thím thường chỉ nhìn thấy cái bể nổi của người thứ ba mà thôi, chứ cũng ít ai chú tâm và lý giải, phân tích, mổ xẻ tường tận để lên kế hoạch phản công, giành thế áp đảo trước quân địch. Cái hiển hiện trước mặt các thím là một hành động nẫng tay trên, tranh hoa đoạt nguyệt, rất sắc sược. Nhưng động cơ và tâm lý đằng sau thì lại rất phức tạp, thiên biến vạn hóa luôn. Vậy thì tại sao người thứ ba lại luôn bị hoa có chủ mê hoặc? Điều gì đã ảnh hưởng rõ rệt nhất đến cách tiếp cận của họ? Thứ nhất, kim thiền thoát xác. Trước tiên thì các bạn nam cần phải có chút hiểu biết về tâm sinh lý của con gái trước và sau khi có ghệ. Chính những thay đổi cực kỳ tinh vi nhưng lại vô cùng hấp dẫn của con nàng trong thời điểm chuyển tiếp giữa tình trạng độc thân và bị ràng buộc bởi một mối quan hệ là thứ đầu tiên kích thích và lôi cuốn các con đường khác rơi vào cái cuộc tranh đua này. Do bị ảnh hưởng từ thứ mê thuật ái tình, các nàng có xu hướng tự tin, hoạt bát, nói cười nhiều hơn và từng ánh mắt, hành động đều tác động rất mạnh mẽ tới những người xung quanh. Người ta nói nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng không hề sai khi áp dụng vào tâm lý của một cô gái lúc này. Thêm vào đó thì khi yêu, con bé sẽ càng chăm chút và ăn mặc trang điểm hơn để tiếp tục mê hoặc đối tác. Họ cũng hay diện những món đồ nhằm khơi gợi nét nữ tính, gợi cảm sẵn có. Hoa thơm thì bướm lượn, âu thì cũng là lẽ thường tình rồi. Chính cái nét linh hoạt, nhí nhảnh và thái độ có phần phấn khích, vui vẻ của các nàng sẽ khiến các con đực khác đột nhiên chú tâm và tò mò muốn tìm hiểu.
Đây cũng chính là cái lý do mà tại sao cùng là đồng nghiệp hoặc bạn học, bình thường lúc vườn không nhà trống thì chả ông nào tán. Nhưng một khi nàng đã trở thành hoa có chủ thì các đối tượng lập tức vo ve tiếp cận nhiều hơn hẳn. Nghịch lý quá cơ. Kim thiền thoát xác, nên hiểu thế nào cho đúng? Nếu trong binh pháp, kế này nghĩa là ngụy trang thành một hình dạng mới để lừa dối, che mắt quân địch, thì trong tình trường, ve sầu thoát xác lại khiến anh em choáng váng, tự chúng độc tinh mà trở tay không kịp. Trái với suy nghĩ của các thím, gái có gấu không hề mất đi hấp lực giới tính. Ngược lại, bằng một quyền năng vô tình, khi yêu con gái sẽ tự động tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ hấp dẫn và bản năng hơn hẳn so với thời điểm độc thân, bằng một lớp da thịt khác, mới mẻ, nhẵn nhụi và có phần gợi tình hơn. Nhờ trở thành hoa có chậu, partner của chúng ta đã vô tình trở thành một miếng mồi béo bở, vô cùng thu hút và gia tăng tầm ảnh hưởng giới tính đáng kể lên các con đực khác. Và Ali Hub, cuộc tranh giành bắt đầu. Hiệu ứng social proof. Đây là một hiệu ứng khá là thú vị. Con người ta khi mà không chắc chắn về một điều gì đấy thì thường có xu hướng là chịu tác động từ những người đi trước. Kiểu như là các ông làm gì thì tôi cũng sẽ làm theo y hệt thế. Hiệu ứng đám đông này có độ công phá còn ác liệt hơn đối với những giai thiếu chính kiến, không biết mình muốn gì, dễ bị đám đông tác động, bởi họ luôn cho rằng người khác nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định tốt hơn hẳn bản thân. Con người thường không yên tâm khi tách khỏi tập tính chung của bầy đàn. Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho kiểu hành vi này, như là thiếu thông tin, tự ti, không chắc chắn, sợ rủi ro và thất bại. Và các nhà khoa học đã cho rằng, để giảm thiểu thời gian, công sức thu thập và phân tích dữ liệu, thì con người thích đi theo đám đông nhiều hơn là tách nhóm và là điều gì đó khác biệt. Một ví dụ đơn giản như thế này, khi các ông đi mua sắm quần áo chẳng hạn, vừa mấy tuần trước, thấy người ta treo một cái quần boxer màu sắc cũng ok, trông cũng đẹp, nhưng mà lại chả có ma nào mua. Đến tuần sau, thấy một ông diện một cái y hệt, thì tự dưng các thím khác cũng sẽ lại đi mua, và các thím sẽ để tâm chú ý đến món đấy nhiều hơn. Có một số thím bị hiệu ứng này chi phối mạnh mẽ đến cả việc tìm kiếm đối tác, rồi lựa chọn trở thành một follower, kẻ theo đuôi đáng thương một cách bất đắc dĩ. Thấy một nàng có bạn trai, thì họ nhanh chóng nhận định chủ quan là chắc hẳn cô này cũng phải có gì đấy đặc biệt, thú vị, độc đáo hơn người thì mới có bạn trai được. Và thế là lập tức bị ảnh hưởng và chi phối bởi cái luồng suy nghĩ sai lầm này. Những thím đi theo con đường trở thành một kẻ phá đám dạng như thế này thì thường có những cái đặc điểm, tính cách rất dễ nhận ra. Thiếu khả năng phân tích và xử lý thông tin, nhẹ dạ cả tin, thường hành động theo bản năng, bốc đồng và có ý thức trách nhiệm lẫn lòng tự trọng khá là thấp. Thứ ba là tranh đoạt bảo vật. Thử là một phép so sánh nhẹ nhẹ như thế này. Việc tiếp cận các bạn nữ độc thân bao giờ cũng dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với những người đã có ghệ. Chuyện là sau giờ làm, đi cà phê, lên pub làm một ly cocktail, xả stress là hết sức bình thường. Lúc này nếu may mắn và có một tí ngoại hình, duyên ngầm, thì các thím còn được các chị em để tâm, nhắm đến như một ứng viên hẹn hò thú vị. Nhưng khi ván đã đóng thuyền thì lại là một câu chuyện khác. Tự dưng trong mắt các nàng, các thím không còn là những lựa chọn tiềm năng nữa. Các thím cũng như bao đồng nghiệp, bạn bè khác, họ chẳng cần phải giải bùa gây thương nhớ làm gì. Đối với con gái lúc ấy, bạn trai mới là thứ quan trọng nhất. Nghỉ trưa không còn là những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt nữa. Việc đánh lẻ lê la cà phê quang xa cũng trở nên xa xỉ. Đơn giản là vì con gái muốn dành thời gian rảnh rỗi cho người bạn trai hiện tại của họ. Và đương nhiên thì cũng vẫn đầy nàng có lủng son rồi nhưng vẫn tiếp tục gây mê cục bộ. Giắc thính giải bả đi một nơi, nhưng mà số này thì không đáng nói ở đây. Cảm giác bị bơ, feeling less important, feeling less attractive, khiến cho nhiều anh tự dưng cảm thấy hẫng một nhịp. Với nhiều thím, giành lại sự chú ý của các bạn nữ dường như là một thử thách thú vị. Đột nhiên, hoa đã có chủ trở nên bí ẩn, khó nắm bắt và cuốn hút bội phần. Trong trò chơi tình ái, nàng nào càng tỏ ra khó bị khuất phục, khó đoạt được thì lại càng cao giá, kích thích cái khả năng đi săn và chiếm hữu của đàn ông, thuộc về sở hữu của một người đàn ông khác, cũng chính là một tín hiệu kích hoạt một cuộc đua ngầm đầy phiêu lưu và phấn khích. Bản năng của đàn ông là ưa thử thách và chinh phục, không phải lẽ ngẫu nhiên mà các thím lại đi mê mấy món mang tính tranh đoạt cao như là bóng đá, bóng rổ, nghiện chơi game. Chính tư tưởng hiếu thắng, thích cho đối thủ ăn hành, bem nhau cho tới khi chỉ còn một kẻ chiến thắng cuối cùng là thứ thôi thúc con đực nhất. Điều này đã ăn sâu vào trong máu của các thím rồi. Đương nhiên,
thì tình trường cũng như một dạng chiến trường mà các thím luôn muốn thể hiện và so bì cao thấp. Mate poaching và giải đáp dưới ánh sáng khoa học. Cụm từ mate poaching đã được giáo sư tâm lý học David giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách Evolution of Design. Kể từ đó, cụm từ này được sử dụng rất rộng rãi, mang ý nghĩa cố tình lôi kéo, hấp dẫn một người vốn đang ở trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Mate poaching được chia làm hai dạng chính, một là bứng hoa vì mục đích tình dục ngắn hạn, kiểu bứng cho vui. Hai là kiểu bứng để làm đối tác lâu dài, gọi là bứng nghiêm túc. Theo một số nghiên cứu đáng tin cậy, thì nam giới luôn áp đảo nữ giới về mặt số lượng trong công việc đập trộm cướp hoa. Dù mục đích có là làm bạn tình ngắn hạn hay là cam kết lâu dài. Trong các nền văn hóa từ thời ăn lông ở lỗ, nữ giới đã luôn phải cạnh tranh rất khốc liệt để tranh giành alpha male, giống được thủ lĩnh. Còn trong xã hội hiện đại, chuyện giao phối và kết đôi giữa một nam và một nữ trong suốt cuộc đời vốn là không hiệu quả và thực tế. Giao phối tiền hôn nhân, việc thay đổi partner, ngoại tình khiến cho việc kết đôi một trở thành thử thách rất lớn. Và tỷ lệ gắn bó như vậy khá là hiếm hoi. Tổng hợp hai đặc điểm này giải thích lý do tại sao mà chuyện tranh giành partner lại vô cùng thuận theo lẽ tự nhiên và phần nào đó có liên quan mật thiết tới xu hướng kết đôi, giao phối từ thời xa xưa của loài người. Ngoài ra thì các thính đập trậu thường có xu hướng ái kỷ, tính khinh suất, thiếu cẩn trọng và cư xử bừa bãi đối với những nguyên tắc xã hội. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại!